Xin chào anh em, Hải Nakadami đây. Tình hình anh em Covid đến đâu rồi? Đã vặt được bao nhiêu con và nướng bao nhiêu con và luộc bao nhiêu con và tiếp xúc với bao nhiêu con? Hãy khai báo ngay khẩn cấp. Không chúng tôi sẽ đến xích. Vui thế thôi, về Covid thế thôi. Tình hình rất là căng thẳng nên cần phải thư giãn. Thế thì nếu mà ai đã chưa xem cái clip Hải về làm một cái logo negative no go dài thì hãy xem ngay nha. Hãy để đính kèm ngay comment ở dưới. Còn thế thì bài hôm nay sẽ nói về gì? Chính là cái này, Brain Não, một cuốn sách cực kỳ kinh điển. Không phải nha. Thế thì bây giờ sẽ là sách này. Đây, sách của nó là Visual Harmony. Nhưng mà cái quan trọng nó là cái này, Golden Ratio. Cái này mà nhiều anh em thích này, nhiều anh em hay chửi ngoạn xin ngẫu lên về cái trò này đây, tỷ lệ vàng đây, tỷ lệ vàng, tỷ lệ xanh đây, cái tỷ lệ mà rất mệt mỏi đây. Thì trong này nó có gì? Nó sẽ gồm có 799 image và 109 case study. Đó. Đây. Mọi người nhìn thấy chưa? Đây, hình ốc này, hình ốc có tỷ lệ vàng này, tiếp này, cá tiếp này, bông hoa này, rất là nhiều tỷ lệ. Không chỉ là tỷ lệ vàng mà có vài, có trong này có rất là nhiều tỷ lệ khác nhau nữa. Thì Hải sẽ review qua cho mọi người. Đây, trong này nó sẽ, mục lục của nó sẽ là có tỷ lệ vàng này, number sequence này, xong tới là logo graphics, tiếp đến là projects. Thì điều đầu tiên là cuốn sách nó là một cái hình kinh điển này, chắc là anh em nhìn thấy khá nhiều rồi. Và Hải sẽ dở qua một chút là trong này nó sẽ có những nói chi tiết về các công thức để mà tính tỷ lệ vàng nó như thế nào, các chiều tỷ lệ khác nhau. Cái này là công thức về tỷ lệ vàng nha. Đấy, nói chi tiết về cái cách tính toán tỷ lệ vàng. Đấy, của nó sẽ root rectangle này. Đấy, cái này là thuần mấy trang đầu nó sẽ nói về cách tính công thức tỷ lệ vàng. Đấy, hay cách chia tương tự như này nữa. Đó. Có một cái đưa một cái là tỷ lệ vàng và cái tỷ lệ Fibonacci sequence này. Ở trong các cái tỷ lệ của nó đấy, tức là không chỉ có tỷ lệ vàng mà có cả tỷ lệ Fibo kia nữa. Thì trong này nó có ghi công thức này, hay tương tự trên cái công thức mà hình tròn này, hình tròn bông hoa này. Đấy là vấn đề, là một số phần đầu lý thuyết của cái các tỷ lệ khác nhau, cả tỷ lệ vàng và một số tỷ lệ khác phổ biến. Và tiếp tục tới cái phần tiếp hai, đó là phần logo và graphics. Thì logo và graphic thì nó đây, cái trang đầu tiên là nó hình họa là cái 106, cái tỷ lệ 1.618 này là tỷ lệ vàng này, chia ra khi chia ra này thì nó ví dụ luôn là trên cái này luôn này. Thì trong này nó sẽ chia các tỷ lệ là XY như thế nào. Viện như là trong này cái logo đầu tiên của nó Hải đọc là nó sẽ chia tỷ lệ chuẩn 1.18 nhé. Ví dụ là 1T của nó sẽ là bằng 1.18 V kép, và 1 V kép thì nó lại sẽ bằng 1.618X, và 1X nó lại bằng một cái 1.618Y, và Y cũng là bằng 1.618Z và 1Z. Đấy, thì đấy chính là cái tỷ lệ của cái logo này. Đấy là một cái minh họa rõ ràng nhất để mà mình tham chiếu nó dễ dàng hơn. Tiếp đến là cái những cái tiền logo tỷ lệ vàng khác, người ta cũng tham chiếu trên cái tỷ lệ, hay là tương tự là những cái logo khác, nó sẽ rất là nhiều quy cách tỷ lệ vàng khác nhau. Thì mọi người sẽ nhìn đây, mọi người sẽ rõ. Hay một số cái logo khác như cái này, cái ML Sub này, nó vẫn là bán theo tỷ lệ vàng, mà cái khoảng cách giữa cái icon và cái text này nó cũng bằng một cái tỷ lệ, một cái hình tròn nào đấy trong cái tỷ lệ vàng này. Mọi người sẽ nhìn thấy. Và nó sẽ rất là nhiều case study ở đây về tỷ lệ vàng. Cái bản màu đen này thì nó hay ho ở chỗ là
nó lấy một cái chỗ này là tỷ lệ vàng này, và nó lấy một cái hình tròn, lấy hai hình tròn trong cái tỷ lệ vàng này, và nó quy ra cái tỷ lệ của cái hình tam giác lục giác này, và nó sẽ ra tham chiếu được cái logo bên dưới này. Đó. Đấy, không biết nó bị bong sáng, mọi người nhìn rõ không? À, nó sẽ là logo tham chiếu này. Đấy, cơ bản là trong này nó sẽ có rất nhiều cái logo tỷ lệ vàng cho anh em nghiên cứu, rất là nhiều, hơn 100 case study cho cái các tỷ lệ logo này, tỷ lệ vàng logo. Cái phần mà Fibonacci và sequence và logo design thì lúc chỗ này thì nó lại áp dụng đa dạng nhiều hơn. Như ở đây, cái này nó sẽ là đa dạng về cái logo nhiều hơn, tức là nó sẽ áp dụng có thể là hai cái tỷ lệ kia. Đây, còn lại về graphic thì phần mục graphic thì nó sẽ có một số cái graphic hình họa như này. Này, rất nhiều hình hoa văn hay ho. Rất nhiều hình hoa văn nha. Hoa văn rất là hay ho luôn. Đó. Anh em có thể tham khảo. Còn tiếp có một cái phần mà phần geometric. Geometric design này thì phần này thì nó khá là nhìn khá là hại não. Nên là đối với anh em nào nghiên cứu mấy cái trò này thì có thể xem qua. Còn lại đối với hại thì cái này không phê cho lắm. Thế thì bây giờ mình sẽ qua cái phần, qua phần 3 project. Thì trong này nó sẽ có khá nhiều của nó, như cho nó nói là 109 project. Đây, các project về brand identity khác nhau. Tất nhiên trong này nó đều là những cái project mà nó tuân thủ theo tỷ lệ vàng. À, nó vẫn tuân thủ theo tỷ lệ vàng từ cái logo cho tới là cái tỷ lệ của poster. Thì nó đều tuân theo cái tỷ lệ vàng nào đó. Do cái cách sắp xếp theo cái tỷ lệ vị trí, tỷ lệ vàng mà nó ra. Nó rất là nhiều nha anh em. 100. Đây, Hải sẽ dở qua cho mọi người, cho nhanh mọi người, rất là nhiều nhé. Trong poster hay tranh vẽ này, nó sẽ căn theo cái tỷ lệ này. À, rất là nhiều thứ để anh em học hỏi. Còn lại như cái AL này cũng vậy, à, theo tỷ lệ vàng, căn chỉnh là bộ CI như này. Hoặc là hình con chim này để tiếp tục. Hai bộ logo Campelli này khá là đẹp. Đấy, theo tỷ lệ này, tỷ lệ vàng này nhá. Và ra bộ CI này. Lại loại là cái cuốn này mọi người mà nghiên cứu về tỷ lệ vàng hay một số tỷ lệ khác để trong ứng dụng trong vấn đề làm thiết kế logo thì nó khá là hay ho. Đây, ví dụ như mọi người sẽ nhìn thấy là cái logo này, tỷ lệ vàng này, xong lại là tỷ lệ bên dưới này, xong rồi chia xuống ra chỉ số ra cái này nữa này. Đây, nó khá là phức tạp và khá là chi tiết. Hoặc là cái này đẹp không, cái này quá đẹp này. Đó. Đây, gần cho anh em xem. Đấy, ok, cái tỷ cuốn sách này khá là hay ho. À, ví dụ vị trí mà tỷ lệ vàng trên tiêu đề thư nhá. Không chỉ là cái tỷ lệ trên logo đâu mà mọi người sẽ nhìn thấy tỷ lệ vàng trên cái tiêu đề thư này luôn. Cách nó sắp xếp vị trí logo và text này. Đấy, hay thậm chí cả trên các luôn này. Đó, nguy hiểm chưa? Đấy thì ok, nó rất là nhiều, rất nhiều cái project hay ho. Nghiên cứu hay lắm. Hại não lắm, hại não phết. Là cái nhiều hay ho. Thưa, ngoài cái cuốn mà hôm trước là Hải có làm cái cuốn mà Symbol to Logo ấy, thì cuốn đấy thuần logo, còn cuốn này là thuần về các project đã áp dụng tỷ lệ vàng vào. Thì Hải thấy là thực sự là cuốn này rất hấp dẫn và hay ho. Nó cũng cho mình nhiều cái học về cách mà áp dụng tỷ lệ vàng khác nhau, hay là cách áp dụng một phần nào đó trong cái khuôn khổ tỷ lệ vàng đấy để mà ra được cái tỷ lệ hợp lý theo mình mong muốn, hay những cái vị trí của bố cục khi mà dựa trên cái tỷ lệ vàng này thì nó sẽ nhìn nó sẽ chi chu gọn gàng đẹp đẽ hơn.
đúng không? Thì cuốn sách này của nó đây, để Hạ xem là chính xác của nó là bao nhiêu trang. Cuốn sách của nó là 239 trang. Và chất giấy thì khá là thích nên là nó khá là dày. Đấy, mọi người sẽ nhìn thấy của nó dày khoảng tầm 2 phần gì đó. Sách này thuần của nước ngoài nha, Sandpoint sản xuất. Thì cuốn sách này nó Hải mua ở Artbook. Hải mua ở Artbook thì Hải có đính kèm ở link xuống dưới ở cái phần miêu tả cái video này. Thì anh em nào muốn thích mua thì có thể là mua qua website đấy. Về sơ bộ cuốn sách này thì nó khá là hay ho hấp dẫn, thì anh em có thể nghiên cứu nhá. Hẹn gặp mọi người ở những cái cuốn sách tiếp theo nhá. Có thể là về design, có thể bất kỳ về cái gì về liên quan đến vấn đề phát triển bản thân cuộc sống. Ok, mọi người nhớ subscribe, chia sẻ kênh nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.